Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay trời ơi, gần cuối tháng 4 rồi mà vẫn còn tiết rơi quá chừng nè các bạn. Đây, tiết rơi quá trời luôn. Trước nhà của mình. Đẹp quá ha các bạn. Tiết rơi thật là đẹp luôn. Rơi nãy giờ cũng lâu lắm rồi mà mình mới hay thôi á. Nãy giờ mắc làm con chuyện không để ý. Giờ quá chừng luôn. Đẹp quá chừng luôn. Hôm nay mời các bạn ngắm tuyết rơi nha. Mình đi vòng vòng ra ngoài phía ngoài mình quay. Tuyết rơi rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Tuyết rơi lớn luôn á. Nhanh luôn á. Mới đây nè. Mới rơi chừng mấy phút thôi à. Chừng một phút mấy, hai phút thôi à. Mới gì rơi thức thì thôi à. Là mấy đứa nhỏ nó nói: mẹ ơi tuyết rơi quá chừng kìa, ra quay phim đi. Thì mình chạy ra quay. Tại mình đang lục đục dọn dẹp ở trong phòng, không có để ý. Bây giờ mới ra quay nè, để thôi không, lát nữa nó ngưng rơi thì mình không có thấy cảnh đẹp. Đây nè, xe của mình nè, bắt đầu tiết trùm nè. Bắt đầu tiết nó trùm xe rồi. Mùa hè sắp tới nè các bạn nè, hoa nè. Hoa này nó giống như hoa ly, bắt đầu là nó đâm chồi lên rồi nè. Rồi đây là cây bông sứ nè. Giờ nó cũng bắt đầu bên kia là cây cherry là nó bắt đầu ra bông rồi đó. Mà cái cây bông sứ này thì chưa nè. Wow, đẹp quá. Mình đi vòng vòng mình đi quay cảnh tuyết. Mình bắt đầu lấy thùng ra hứng nước thì lại tiết lại rơi nữa rồi. Mấy bữa nay á, mưa rỉ rả. Rồi bữa nay là lại tiết rơi nữa. Tiết rơi chập này nữa chắc xong rồi đó các bạn. Tại vì năm nay tiết nó ra muộn. Nè cái cây hoa sứ của mình nó cũng ra, bắt đầu nó ra bông rồi nè các bạn. Rồi nó ra bông rồi mà gặp tiết chập này nữa chắc nó sựng lại luôn quá. Nhưng mà mình nghĩ là nó rơi á, rồi cái nó ấm lại là nó tan nhanh lắm. Nó không có đóng băng nhiều nữa đâu. Tại vì tháng 4 cuối, gần cuối tháng 4 rồi. Thì không có rơi lâu vậy nữa. Không có lâu nữa, thời tiết. Mình vừa đi vừa quay. Mùa hè tới rồi, hoa tím nè, ngoài sân bắt đầu nó lên nè các bạn. Mấy bữa nay ấm rồi, hoa nó lên quá chừng rồi. Bây giờ chụp một cái là tiết nó dập lên rồi. Mình đi vòng vòng ra sau hè. Mới đây mà trắng hết rồi nè. Mấy bữa nay tan tiết cả tuần nay rồi. Giờ nè mấy cây cherry nè bắt đầu nó ra lá rồi các bạn. Tiết mới đây là ra đầy nữa rồi. Đây. Thời gian qua nhanh quá các bạn ơi, mới hái cherry đây à. Bây giờ bắt đầu vô hè nè, bắt đầu mấy bữa nay cây cherry nó ra nụ, ra lá, ra nụ rồi nè các bạn. Nó ra lá quá chừng nè. Bữa nay bị tiết đè nữa rồi. Ừ.
Hồi nãy tiết lớn lắm mà bây giờ nó tan bớt rồi nè. Đây nè, mình đem thùng ra mình hứng nước nè. Mình hứng được mấy thùng nước rồi. Mấy bữa nay trời ấm, con mình nó ráp cái này lại nè. Hôm hổm hư một cái rồi các bạn. Nó để riết ở ngoài, tại vì mấy đứa nó lớn hết rồi, nó không có chơi. Nó không có chơi rồi cái nó để riết ngoài sân, nó lười biến tháo ra, cái nó hư hết trơn rồi. Cái bây giờ nó hư rồi, nó tháo ra bỏ cái cũ rồi. Bây giờ cái mới này mới đem về là cái mới này của người ta cho á các bạn. Con người ta lớn rồi, người ta xài kỹ rồi không? Người ta, con người ta lớn hết rồi, rồi cái người ta mới đăng báo lên người ta cho, thì con mình nó tới nó lấy nè. Cũng không có mất tiền chứ mua mới cái này mắc lắm á các bạn. Lúc trước con mình mua cái nhỏ hơn mà cũng mấy trăm eo á, cái mới này mắc lắm nè. Cái mới này ít nhất cũng 300-400 eo á, con mình mua cái cũ nhỏ hơn mà nó cũng 200 eo rồi. Mà nó để cũng không có hư nữa. Mấy cái lưới nó bị rách rách thôi chứ còn ở phía dưới vẫn còn xài được. Mà nó tháo ra nó để ngoài kho rồi nè. Bây giờ cái này nó mới ráp lên cho, tại vì ấm rồi. Ấm cả tuần nay rồi cái nó ráp cho con nó ra đây nhảy. Tại bây giờ nhà có em bé. Còn lúc trước thì con mình nó lớn hết rồi cái nó bỏ riết, nó không có xài, nó làm biếng, nó định bỏ luôn để ngoài sân. Rồi bây giờ thấy cái đó cũ quá tháo ra bỏ rồi, người ta cho cái mới rồi đem về ráp lên. Mấy bữa nay cháu nó ra nó nhảy quá chừng. Bữa nay là bị tiết rơi rồi, tiết rơi đầy rồi không có ra đây được rồi. Nó ra đây mà có cái cầu, có cái cây mà để bắt lên, có cái thang để bắt lên nữa mà nó không chịu ráp. Để cái ghế nó leo lên thôi. Giờ mình này, mấy bữa nay á, mình nói sắp sửa hè rồi, mình đi ra mình xới đất để mình nhổ cỏ, mình bắt đầu trồng rau. Ai ngờ bữa nay ông trời cũng cho một đám tiết muộn nữa nè. À, bắt đầu nó ráp đồ chơi, nó ráp xích đu đồ lỡ hết rồi. Nó ráp cái xích đu cho con nó ra chơi nữa nè. Bây giờ đó, bên kia là cái lò nướng á, phải trùm nó lại như vậy. Xe đạp cũ thì đăng đăng đê đê. Giờ phải khiêng đi dục á. Phải đem ra cái chỗ dục. Chứ giờ tụi nó đâu có chạy nữa đâu. Lâu lâu mùa hè nó chạy chút thôi, nó đâu có chạy nữa đâu. Đây. Đó. Tạnh mưa là ra đây nhảy nè, thể thao, thể dục luôn nè. Cháu ngoại thích lắm. Ôi, cái điện thoại của mình ướt hết rồi các bạn ơi. Ôi. Ơi, video của mình cũng tới đây tạm dừng nha các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và vạn sự may mắn. Trời, điện thoại mình ướt hết rồi. Thôi chào, bye bye. Tuyết rơi quá chừng đẹp không các bạn? Bây giờ nó bớt rơi chút xíu rồi nè. Hồi nãy nó rơi rất là mạnh á. Nó rơi á, hột to 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 không à. Bây giờ nó tan, nó bớt nhẹ nhẹ lại rồi. Trắng hết trơn rồi. Nhanh ghê luôn á, mới có mấy phút mà trắng hết trơn. Rồi, thôi một lần nữa chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Hy vọng là đợt tiết này rơi là đợt cuối rồi, bắt đầu chuẩn bị vô hè rồi. Mình phải đi ra sân trồng rau, trồng cỏ. Trồng mấy cái clip rau, làm mấy cái clip rau lại nữa. Chào, hẹn gặp lại các bạn video mới tiếp theo nha. Bye bye. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và vạn sự may mắn. À, và luôn phát triển những cái công việc nào mà mình yêu thích nha các bạn. Bye bye.